qua, trong chuyến kiểm tra đột xuất về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại làng nghề xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đã phát hiện nhiều sai phạm tại một số cơ sở sản xuất bánh trung thu. Tại cơ sở sản xuất bánh trung thu Ngọc Khánh, đoàn kiểm tra đã đề nghị cơ sở cung cấp các hóa đơn chứng từ về nguồn gốc nguyên liệu. Tuy nhiên, cơ sở này không xuất trình được giấy tờ, toàn bộ chất phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm bánh, không có nhãn mác quy chuẩn hợp quy, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại cơ sở sản xuất bánh kẹo cổ phần thực phẩm Tân Hoàng Gia, đoàn kiểm tra phát hiện một số vi phạm trong quá trình sản xuất, như nhân viên không mặc đồng phục, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay. Tại cơ sở này, đoàn đã phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng, là nguyên liệu làm bánh được đựng trong thùng sơn cáu bẩn. Nhiều sản phẩm bánh lỗi, vỡ và hết hạn, có nhiều mọt mối xâm nhập. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý các sai phạm, thu hồi tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo an toàn. Bình quân mỗi tuần có từ 150 đến 200 trường hợp mắc mới. Đáng quan tâm là trong tuần qua, ngoài huyện Đắc Hà mắc sốt xuất huyết có giảm, còn lại các địa phương như Đắc Tô, Sa Thầy, Đắc Lây, số ca mắc sốt xuất huyết đều tăng.